Lân la tiến lại gần chiếc xe máy để trộm cắp, thanh niên không lấy đi xe máy mà lấy một thứ không ngờ. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh trộm cắp táo tợn, nhưng cũng không kém phần bất ngờ của một nam thanh niên. Vụ trộm được camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến. Thời điểm này, một nam thanh niên mặc áo trắng, đeo khẩu trang đang rón rén tiến lại gần chiếc xe máy dựng trước khu nhà, kẻ gian ngó nghiêng trước sau, đảm bảo không có ai để tiện ra tay trộm cắp. Trong khi đó, đồng bọn của hắn ta cũng đang lượn lờ quanh khu vực để cảnh giới. Ngỡ tưởng chiếc xe máy sẽ trở thành mồi ngon béo bở để kẻ gian ra tay trộm cắp, nhưng thứ hắn lấy đi lại khiến nhiều người ngã ngửa. Theo dõi đoạn clip có thể thấy sau một hồi loay hoay phá phần thân xe, thanh niên trộm đã bê thành công bình xăng nằm trên yên xe rồi nhanh chân tốc biến khỏi hiện trường cùng với đồng bọn. Vụ trộm táo tợn của nhóm trộm trên nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều bất ngờ và thắc mắc không hiểu tại sao thay vì trộm cả chiếc xe, nam thanh niên lại chỉ lấy mỗi bình xăng. Bên cạnh đó, cũng có một số bình luận tin tưởng rằng chủ xe sẽ sớm tìm lại được đồ đã mất bởi nhờ chiếc camera đã ghi lại trọn vẹn hành vi và khuôn mặt của kẻ trộm. Quả thật, trên đời này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, từ trong ngõ cho đến ngoài xóm, từ trong nhà ra tới xa lộ, từ trộm cướp biệt vương đến trộm cướp thành thị. Cho nên, mọi người hãy mạnh tay share những clip như thế này từ Sài Gòn TV để nâng cao cảnh giác trong mọi tình huống. Bạn thấy sao về pha không trộm xe và trộm bình xăng này? Comment cho chúng tôi biết với nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.